phó giám đốc và nhóm nhậu khống chế tiếp viên đưa vào khách sạn hiếp dâm. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam hai người, trong đó có một phó giám đốc công ty khoáng sản để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ngày 3 tháng 11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong, Bình Thuận cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Anh Tuấn, 40 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình, là phó giám đốc một công ty khoáng sản, vật liệu xây dựng tại Bình Thuận và Trương Đình Vinh, tự Bò Cạp, 32 tuổi, ngụ thị trấn Liên Hương, Tuy Phong, để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Công an xác định Tuấn là người chủ mưu thực hiện hành vi hiếp dâm và Vinh là đồng phạm. Lê Anh Tuấn tại cơ quan điều tra. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 31 tháng 10, có 5 người đàn ông đi trên 2 xe ô tô đến một quán karaoke tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong ăn nhậu. Khi thấy em T, sinh tháng 7 năm 2006, phục vụ bưng bê trong quán nên một người trong nhóm đặt vấn đề để đi qua đêm, nhưng T không đồng ý. Sau đó nhóm này tính tiền ra về và khống chế em T đưa lên xe ô tô biển số 86C-15289 và chở đến khách sạn HT, thị trấn Liên Hương. Tại đây Tuấn đưa em T lên phòng và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó gia đình em T đã làm đơn tố cáo hành vi bắt giữ người trái pháp luật và hiếp dâm của nhóm người này. Vinh, Bò Cạp, níu kéo sau khi T bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip trích xuất camera tại trước quán karaoke thấy rõ cảnh có khoảng 3-4 người đàn ông kẹp tay níu kéo em T ra xe. Sau đó T vũng vẫy thoát ra được chạy vào trong quán, nhưng Vinh, Bò Cạp chạy theo kẹp cổ em T đưa vào xe đóng cửa lại. Trong camera cũng xuất hiện hai nhân viên quán karaoke đi ra nhưng bị Vinh, Bò Cạp ngăn cản. Sau đó xe chở em T nổ máy rời đi. Kết quả giám định pháp y xác định nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại. Em T bị khống chế vào xe. Ảnh cắt từ clip ngoài Tuấn và Vinh, Bò Cạp đã bị tạm giam. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang làm rõ vai trò đồng phạm của ít nhất 3 người đàn ông khác trong nhóm. Xác minh biển số xe 86C-15289 thì không có trên hệ thống đăng kiểm xe Việt Nam. Được biết, công ty mà Lê Anh Tuấn đang là phó giám đốc có văn phòng tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Bình Thuận, nữ hướng dẫn viên tố bị hiếp dâm trong resort, PLO, theo lời khai. Do mệt mỏi nên người hướng dẫn viên về phòng ngủ một mình và bị một du khách cưỡng bức.